được chưa? Dạ, dạ. Hôm nay chúng ta sẽ review con máy chủ Dell R730 E5-2683V3 do máy chủ mạng phân phối độc quyền. Dòng này hiệu năng rất là cao. Hiệu năng rất là cao, nó cho tới lên tới 14 core, 14 nhân, tương đương với 14 con CPU. Mọi người cứ tưởng tượng đi, một con server mà có 14 con CPU, nếu mà gắn lên tới 2 CPU thì thành là 28 con CPU, một con số rất là khủng khiếp, 35 MHz. Đây là con Dell R730, sử dụng ổ cứng 3.5 inch nên là hỗ trợ được 8 ổ cứng tối đa 3.5 inch. Để cho dung lượng lưu trữ tối đa, đây là một con server chúng tôi luôn sử dụng cho các công ty báo chí truyền hình này kia, cần dung lượng rất là lớn, chạy video rồi chạy dữ liệu hình ảnh video. Đây, đây là cái service tag để xem thông số nhãn hiệu R730. Rồi chúng ta sẽ mở cái con máy chủ này để cho ta xem máy chủ này. Đây, phía trước là gồm hai USB để kết nối các thiết bị ngoại vi. Đây là một cổng VGA có thể gắn ở phía trước. Đây có ổ cứng 3.5 inch, có 8 ổ cứng. Rồi chúng ta sẽ xem ra phía sau của con máy chủ R730 này. Thì phía sau R730 này được hỗ trợ hai nguồn 750W. Để phòng khi một nguồn bị chết thì chúng ta chỉ cần rút cái nguồn đấy ra và thay cái nguồn chết bằng cái nguồn mới. Hot watt, hệ thống không cần phải là ngưng hoạt động, cứ chạy liên tục. Đây là gồm 4 cái cạc mạng tốc độ cao gigabit. Và một cổng IRAC Enterprise. Đặc biệt là Dell này là có cổng IRAC Enterprise, có thể quản lý điều khiển từ xa như qua internet, như là ngồi trực tiếp trên máy chủ vậy. Đây là cổng VGA và đây là cổng COM. Cái cổng này rất là hiệu dụng cho các nhà máy, công ty xí nghiệp này kia. Chúng ta sẽ mở con Dell R730 ra xem bên trong cấu tạo của con R730 cái gì. Thì nhìn sơ qua thì con R730 nhìn rất là hầm hố, nó rất là cứng cáp, nhìn rất là chắc nịch, cứng cáp hơn bất kỳ con server so với HP IBM thì nó cứng cáp hơn nhiều. Chúng ta sẽ mở cái nắp thuốc thông gió thì chúng ta sẽ nhìn vô cho thấy đây là trung tâm đầu não của con server R730 do máy chủ mạng phân phối. Đây là con chip CPU E5-2683V3 2.0G 35 MHz, 14 core 28 lồ, một con số rất là khủng khiếp. Một con server có thể đạt tới đỉnh cao của công nghệ. Con server này sử dụng chip Intel C6, chipset Intel C610 series, nên là có thể gắn được tối đa là 2 CPU E5-2600V3. RAM có khả năng nâng cấp lên tới 768GB. RAM nâng cấp lên 768GB, gồm 24 khe gắn RAM. Mỗi CPU sẽ quản lý là 12 khe gắn RAM. Cái hệ thống quan trọng không kém nữa là hệ thống card RAID. Đây, card RAID này rất là khủng khiếp. Card RAID là PRCH730, có 1 gigabit tích hợp trong đây luôn, 1 gigabit tích hợp trong đây, hỗ trợ RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Nói chung là hỗ trợ tất cả các RAID trên đời. 12 gigabit trên dây cho truyền tải, 12 gigabit trên dây. Mọi người có thấy cái cáp này nó sẽ khác những cáp ngày xưa không? Cái cáp này, cáp của Dell đó. Đây cũng có cái cổng này hoàn toàn khác. Cổng này cổng SATA 12 gigabit. SATA 12 gigabit trên dây. Đây là cái đặc biệt là server Dell này không sử dụng các mạng onboard nha. Server Dell này sử dụng các mạng rồi, cho hiệu năng xử lý riêng biệt rất là cao. Chúng ta sẽ mở cái các mạng rồi ra. IBM HP thì người ta sử dụng, thì hãng sử dụng là các onboard cho chi phí thấp hơn, nhưng mà đối với Dell thì
Dell không sử dụng như vậy, và Dell sử dụng luôn cái cạc mạng R. Đây, đây là cái cạc mạng R. Đây là cái cạc mạng R. 4 gigabit trên dây. Ấy, 4 bộ gigabit trên dây Broadcom. Chip Broadcom 5720. Nhìn cái cạc rất là cho truyền tải dữ liệu rất là tốt. Cạc R nha. Ở chế độ arm on chứ cái này không có phải gắn khe PCI test giống như là các con server khác. Ngày xưa chúng tôi đã gặp cái trường hợp là khách hàng mua 10 gigabit trên dây, thì khi mà mua 10 gigabit trên dây thì sẽ không có cái này. Rồi, ok, chúng ta lại này. Phía trước đây sẽ gồm 1 2 3 4 5 6 6 cái fan. 6 fan này hỗ trợ hot warp. Để khi bất kỳ một cái fan này, cái fan này sẽ hút gió lạnh từ phía trước hút ra phía sau, truyền cái hơi lạnh ra cho các CPU RAM và các linh kiện bên trong và đẩy hơi nóng ra phía sau. Thì khi mà hệ thống, toàn bộ hệ thống server là chạy 24/7 trên 365 ngày, có nghĩa là không bao giờ được ngừng nghỉ. Ngay cả chi tiết đơn giản như fan cũng phải được chạy 24/7. Fan này hư thì sẽ gỡ cái fan ra. Và cái hệ thống backlink fan này là một hệ thống backlink rời luôn, không cần ốc vít đeo được thiết kế không. Đây là cái hệ thống backlink nguồn, backlink fan. Chúng ta sẽ gỡ ra dễ dàng và thay một cái backlink khác vô. Phía đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây là cái hỗ trợ cái backlink để sử dụng ổ cứng. Đây thì nó sẽ một bọt gắn ở đây, một bọt gắn đây cho tổng cộng tối đa là 8 ổ cứng. Rồi, chúng ta sẽ chỉ đánh giá sơ qua về cái dòng Dell R730 sử dụng CPU 2683V3 do máy chủ mạng phân phối, sử dụng RAM 64GB RAM, mỗi thanh 32GB, chứng nhận Dell Certificate của Dell 32GB RAM trên một thanh, rất là hiệu quả. Chúng tôi luôn sử dụng những cái thanh RAM dung lượng cao. Vì sao? Vì gắn sử dụng 32GB cho hiệu năng cao hơn, và sau này chúng ta có thể nâng cấp lên dễ dàng, không sợ bị hết slot. Chúng ta có thể gắn 8GB, 4GB, nhưng mà nếu mà gắn 4GB hay 8GB chúng ta sẽ không sau này chúng ta nâng cấp lên sẽ không khai thác hết tính năng và hiệu năng của con server. Một con người dùng ở Việt Nam mình đang có thói quen là sử dụng những con server cấu hình thấp nhất 2609, rồi RAM ở mặc định thấp nhất có khoảng 8 đến 16GB. Nhưng mà mọi người đang phải bỏ ra một cái chi phí rất là lớn, chi phí cho một con server có khả năng nâng cấp lên tới 100%, nhưng mà mọi người chỉ sử dụng 1-2% thì rất là không có hiệu quả. Nên chúng tôi muốn là quý vị khi đã sử dụng con server hiệu năng cao thì nên gắn từ 64GB RAM trở lên. 64